Chuyện vong báo oán và lời dạy của Đức Phật. Hiện nay, nhiều nơi đang tiến hành những việc như cầu hồn, gọi vong, dâng sao giải hạn, giải nghiệp tiêu tai, cầu phúc, cầu bình an. Việc ấy đúng sai thế nào? Liệu bỏ tiền ra là có thể tiêu được nạn, xóa được nghiệp, cầu được tiền tình như lời một số vong yêu cầu? Một, vong là gì? Vong là từ Hán Việt, chữ Hán viết, nghĩa là mất, chết. Trong cụm từ vong báo oán, chữ vong nghĩa là vong linh, vong hồn, tức là linh hồn người đã khuất. Hiện nay, khoa học dù chưa chứng minh được nhưng cũng không phủ nhận sự tồn tại của vong. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp cận tử đã nói về trải nghiệm khi linh hồn thoát xác. Theo quan điểm Phật gia, sau khi nhục thân chết đi thì linh hồn sẽ tùy theo nghiệp lực mang theo mà sinh vào một trong sáu đạo luân hồi sau: cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Phật gia cũng cho rằng khi một sinh mệnh chưa đi hết đường đời nhưng lại bị giết hại oan uổng thì sinh mệnh này chưa thể đầu thai được. Những linh hồn ấy sẽ lang thang chờ đợi trong khổ cực. Đây chính là cô hồn giả quỷ được nói đến trong Phật giáo. Có lẽ đây cũng chính là vong trong tín ngưỡng dân gian. 2. Nhân quả có liên hệ gì với vong báo oán? Đức Phật dạy con người làm việc thiện để tránh tạo nghiệp và chịu khổ để hoàn trả nghiệp. Nếu một người bị giết hại oan uổng thì kẻ sát nhân kia đã tạo nghiệp lực rất to lớn. Vong linh chưa siêu thoát kia sẽ tức giận kẻ giết hại mình. Khi đó, nghiệp do tức giận gây ra sẽ cấp thêm lên kẻ sát hại. Nghiệp lực này gây ra các tai nạn như ốm đau bệnh tật, tiêu tán tiền tài, nặng hơn nữa là mất đi sinh mạng. Vong linh chưa siêu thoát ấy có thể đi theo con người. Có người nói rằng họ đã chứng kiến chuyện gọi hồn, vong nhập. Người bị nhập tự xưng là ai đó, là thần thánh, là Phật. Thật ra đó là chuyện gì? Thế gian con người dưới mắt chư thần là nơi ô uế dơ bẩn, nghiệp lực cuồn cuộn. Còn thần thánh là sinh mệnh cao tầng, ngự ở miền tịnh thổ thanh khiết. Họ là bậc cao thượng, không tham luyến vật chất bạc tiền nơi nhân loại, càng không giúp đỡ con người tiêu tai giải nạn, phát tài như nhiều người nghĩ. Bởi vì mọi việc đều có nhân duyên, đều là nhân quả tuần hoàn. Những việc đó đều phải do con người tự hóa giải thông qua tu luyện và tiêu nghiệp. Thần Phật nếu muốn đến chốn nhân gian phải giáng sinh hạ phàm như Đức Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu. Nhưng các giác giả ấy hạ phàm là để dạy con người tu luyện hoàn nghiệp để về lại thiên quốc. Vậy nên không có chuyện thần thánh nhập vào thân người phàm tục đầy tham sân si toan tính và dục vọng. Chỉ có những ma quỷ cáo chồn tầng thấp mới làm những việc thấp kém như vậy. Kẻ tự xưng là thần thánh kia rất có thể là lừa đảo. Vì tiền tài mà lợi dụng lòng tin của con người mà buôn thần bán thánh. Hay cũng có thể là những linh thể ở tầng thấp kém muốn được con người cúng rượu thịt thuốc lá, tiền vàng hương khói mà lấy chút bản sự của mình đi lừa người. Chúng ta thử đặt câu hỏi, ở dưới âm gian dùng tiền âm, sao các vong kia đòi tiền thật của người sống làm gì? Phải chăng có gì đó khuất tất trong chuyện này? 3. Có thể đuổi vong trừ tà không? Phật giáo có chuyện kể về tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử đệ nhất thần thông của Phật Thích Ca. Ngài dùng thần thông nhìn thấy mẹ mình phải đọa vào cõi ngạ quỷ. Vì bà đã tạo rất nhiều tội nghiệp lúc sinh thời, nên khi xuống địa ngục bà phải chịu hành hạ vô cùng thống khổ. Tôn giả hóa phép ra chén thức ăn cho mẹ, nhưng thức ăn vừa đến miệng liền hóa thành lửa đỏ. Tuy bản thân tôn giả có pháp lực thần thông nhưng vẫn không thể cứu nổi mẹ mình. Có thể thấy, với nhân quả con người thì dù là bậc tôn giả cũng không thể dùng thần thông hóa giải.
Mọi việc xảy ra trong đời đều do con người tạo ra, cũng chính là con người phải hóa giải. Người xưa nói, chính khí tồn nội, tà bất khả can, và người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cho nên, trên thân đầy chính khí thì chẳng ma quỷ vong hồn nào nhập vào được. Trong kinh dịch cũng viết, nhà tích thiện thì dư phúc lành, nhà tích bất thiện thì thừa tai ương. Thế nên, nếu làm người chính trực thiện lương, không trái với lương tâm thì không thể bị vong nhập. Còn những ai đã lỡ làm chuyện xấu, hành ác thì có thể thông qua hối lỗi, tu thân tích đức, bỏ ác theo thiện, tự kiểm điểm từng hành vi suy nghĩ của mình thì sẽ hóa hung thành cát, biến nguy thành an. Lời dạy của Đức Phật. Trước khi Niết Bàn, Phật Thích Ca căn dặn các đệ tử rằng, dĩ giới vi sư, nghĩa là hãy lấy giới luật làm thầy. Có lẽ Ngài biết rõ rằng sau khi Ngài Niết Bàn thì có những người hoặc vô tình hoặc cố ý mà làm loạn pháp. Một trong những điều giới luật đó là không tồn tiền, tồn vật. Thế nên những người tu hành theo pháp môn của Phật mà không làm theo lời Phật, cúng bái, dân sao giải hạn, tiêu tài trừ tà để kiếm tiền cúng dường thì có thực sự là đệ tử của Phật không? Do đó, chân tu, giả tu có thể phân biệt được. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Vậy nên, đừng nhìn vào hình thức bề ngoài, mà hãy dụng tâm nhìn nhận đâu là những người tu luyện chân chính, đâu là chính pháp, đâu là tà đạo. Có như vậy mới có thể tránh được sự lừa dối của những kẻ giả tu trục lợi. Cũng chính là thấy được sự uy nghiêm và từ bi của thần Phật.